Chào mừng các bạn đã trở lại với Mẹo Hay iOS và Android. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một vài tính năng thú vị ở trên cái dòng điện thoại Redmi K40 Gaming này, cũng như trên các dòng điện thoại Xiaomi khác. Thì cái tính năng thú vị đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là tính năng nghe nhạc trên ứng dụng YouTube. Tính năng này có thể giúp cho ứng dụng YouTube chạy ngầm được, mà mỗi khi chúng ta tắt màn hình thì âm nhạc nó vẫn phát. Thì để cái thực hiện được cái tính năng này á, thì chúng ta phải vào cài đặt. Trong cái phần cài đặt này, chúng ta sẽ chọn vào cái dòng tính năng đặc biệt. Trong dòng tính năng đặc biệt, bạn chọn vào Video Toolbox, thì chọn vào dòng cuối cùng Manager Video App. Rồi ở đây bạn bật cái YouTube lên. Bạn bật cái YouTube lên để có thể sử dụng được cái tính năng này. Rồi bây giờ thì ta thoát ra ngoài màn hình chính và mở cái ứng dụng YouTube lên. Bây giờ chúng ta sẽ thử chọn một bài hát hoặc là một cái video gì đó để chúng ta xem, và chúng ta sẽ thử cái tính năng tắt màn hình mà vẫn có thể nghe được cái âm thanh ở trên cái tính năng của cái dòng Redmi này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thử với cái video này. Bây giờ các bạn chú ý, ở bên cái cạnh trái nó sẽ có một cái thanh trắng nhỏ nhỏ ở đây nè. Thì các bạn dùng cái ngón tay bạn vuốt nó ra. Thì đây là cái tính năng Video Toolbox chúng ta bật lên là lúc nãy. Trong này nó có cái hình cái lỗ tai đây, thì bạn bấm cái hình lỗ tai này lên. Bây giờ chúng ta đợi khoảng 3 giây thì cái chữ OK nó sẽ hiện lên cho bạn bấm. Rồi lúc này thì màn hình của thiết bị đã tắt, nhưng mà âm thanh chuẩn phát. Thì điều này sẽ giúp cho chúng ta có thể nghe nhạc ở trên cái dòng Redmi hoặc là những cái dòng Xiaomi nói chung, nó sẽ được tiện lợi hơn. Ngoài ra thì khi chúng ta kích hoạt cái tính năng này, thì mỗi khi nghe nhạc thì màn hình chúng ta nó sẽ tắt đi, nó giảm đi cái lượng pin tiêu hao. Thì qua đó nó sẽ giúp cho cái thời gian chúng ta có thể thưởng thức được âm nhạc nó sẽ lâu hơn và kéo dài hơn. Rồi giờ tới tính năng thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là cái tính năng mà chúng ta có thể gắn thêm cái chức năng cho cái vân tay ở bên cạnh phải của điện thoại. Thì đối với cái vân tay thì như các bạn đã biết rồi, khi mà mình tắt máy thì chỉ cần nhấn cái vân tay vào là máy nó sẽ mở lên thôi. Nhưng mà ngoài cái chức năng này ra thì chúng ta có thể nhấp hai lần để có thể mở được cái thanh điều khiển này. Điều này sẽ khá tiện lợi trong một vài trường hợp. Ví dụ như bạn đang sử dụng cái ứng dụng nào đó, ví dụ là Facebook, và bạn muốn điều khiển được cái trung tâm điều khiển, thì bạn phải vối ngón tay lên và vuốt từ ở bên góc phải vuốt xuống. Thì đối với khi bạn sử dụng một tay thì điều này khá là khó, bạn sẽ giới lên khá là cao mới có thể vuốt được cái thanh thông báo này xuống. Thì nếu mà chúng ta gắn được cái chức năng này thì chỉ cần nhấp sử dụng một tay và bạn nhấp hai lần là cái thanh cài đặt nó sẽ hiện ra, thì giúp cho cái quá trình chúng ta sử dụng nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Điều này giúp cho việc bạn sử dụng điện thoại bằng một tay dễ dàng hơn rất nhiều. Thì để có thể làm được điều này thì trước tiên bạn phải truy cập vào cài đặt của điện thoại. Thì ở trong phần cài đặt này các bạn tìm đến cái phần là cài đặt bổ sung. Rồi ở trong cài đặt bổ sung này bạn chọn vào cái cử chỉ phím tắt. Thì bạn chọn vào dòng cuối cùng Double Tap Fingerprint Sensor, có nghĩa là nhấn hai lần vào phím vân tay đó các bạn. Thì ở trong này nó sẽ đưa ra một vài cái lựa chọn cho chúng ta sử dụng. Ở trong này nó sẽ có thể gồm có mở máy tính, mở camera, hay có thể là không chọn gì cả là dòng cuối cùng non. Ở đây thì mình chọn cái tính năng của mình là trung tâm điều khiển. Rồi mình sẽ thử với cái tính năng là chụp ảnh màn hình của thiết bị. Thì bây giờ bạn thoát ra và nhấn vào hai lần của thì máy nó sẽ tự động chụp cái màn hình, thì sử dụng nó rất là thuận tiện. Thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của các bạn mà các bạn có thể gắn được cái phím chức năng cho phù hợp với cái nhu cầu của mình ha. Đối với mình thì mình sẽ cài đặt cái chức năng này thành cái trung tâm điều khiển vì mình dùng nó khá nhiều. Rồi cái tính năng tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là cái tính năng mà chúng ta có thể làm sạch được hai lo của cái dòng điện thoại Redmi K40 Gaming này.
Thì trong cái quá trình sử dụng thì các bạn sẽ không thể nào tránh khỏi được cái tình trạng mà lo của thiết bị nó bị bám bụi bẩn, hoặc là nó có cái độ ẩm hay là những cái gì đó nó che đi, nó làm ảnh hưởng tới cái chất lượng lo. Thì lúc này chúng ta sẽ xử lý bằng cách này. Thì chúng ta cũng mở cài đặt lên. Thì ở trong cài đặt chúng ta sẽ vào tiếp cái dòng tính năng bổ sung. Trong dòng tính năng bổ sung này sẽ có dòng Clear Picker. Đây là tính năng làm sạch lo đó các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ bật cái công tắc này lên. Ở đây nó có ghi rõ là nó sẽ phát cái âm thanh trong vòng 30 giây để có thể làm sạch lo. Thì chúng ta bật công tắc và chọn vào God It. Thì lúc này trên cái thiết bị của chúng ta nó sẽ phát ra những cái âm thanh có tần số cao và tạo ra cái độ rung động để có thể làm sạch được lo, từ đánh bật những cái bụi bẩn hay là những cái mảng bám hay là những cái gì đó nó che đi cái lo. Thì tính năng này nó sẽ hỗ trợ chúng ta làm sạch đi hai lo của cái dòng thiết bị Genmi K40 Gaming này. Sau 30 giây thì tính năng tự động tắt và chúng ta đã hoàn tất được quá trình làm sạch lo. Thì tính năng này khá hữu ích nếu mà máy của bạn lỡ mà dính vào những cái bụi bẩn hay là bị vật gì đó che lại. Rồi, cái tính năng tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là cái tính năng mà chúng ta có thể sửa cái tên của cái nhà mạng cung cấp SIM này, sửa thành bất cứ dòng chữ gì tùy theo bạn muốn. Thì để làm được điều này thì bạn vào cài đặt. Ở trong cài đặt bạn tìm đến cái dòng chữ Notification và Control Center. Ở trong này bạn chọn dòng cuối cùng Status Bar. Ở trong đây thì chúng ta sẽ chọn vào dòng Edit Carrier Name. Thì ở đây mình chỉ sử dụng một SIM nên mình chỉ có thể đổi được tên của một SIM thôi. Thì các bạn dùng hai SIM thì có thể đổi được hai SIM luôn ha. Thì ở đây mình sẽ đổi cái dòng chữ tên SIM Việt Nam Mobile thành cái dòng chữ Redmi K40 Gaming. Thì cái dòng chữ này chút xíu nữa khi mình đổi xong nó sẽ xuất hiện ở cái màn hình khóa đó các bạn. Nó xuất hiện ở màn hình khóa ở trên góc trái, giống như nó thay thế đi cái dòng chữ Việt Nam Mobile lúc nãy. À, ngoài ra thì các bạn đừng quên bật cái tính năng Show Carry When Device Unlocked lên nha. Thì cái này bạn bật cái tính năng này lên thì mới thấy được cái dòng chữ mà chúng ta thay đổi đó. Rồi bây giờ ở màn hình khóa nè, chúng ta mở lên thì sẽ thấy cái dòng chữ Redmi K40 Gaming nó thay thế cho cái dòng chữ Việt Nam Mobile lúc nãy rồi. Đó, thì cái tính năng này bạn có thể đổi chữ nào cũng được, tùy theo cái ý muốn của mình thôi ha. Tính năng thú vị tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn ở trên cái dòng điện thoại Redmi K40 Gaming này, đó chính là cái tính năng có thể tăng tốc Wi-Fi băng tần kép. Thì đối với cái các cái mạng Wi-Fi á thì nó sẽ có hai cái băng thông. Thì tùy theo cục modem, nếu mà cục modem của bạn mà có hỗ trợ cái hai cái băng thông 5G và băng thông 2.4G thì lúc này chúng ta có thể sử dụng cái tính năng tăng tốc Wi-Fi băng tần kép. Các bạn lưu ý là hai cái băng thông này phải cùng một cục modem phát ra nhé. Thì ở đây mình sẽ có cái mạng Wi-Fi gia lập VNPT này, hai băng thông 5G và 2.4G. Thì khi đó thì chúng ta sẽ nhấn vào cái dòng trợ lý Wi-Fi ở trên này. Thì ở trong này nó có cái dòng là Dual Band WLAN Speedport. Thì các bạn chọn vào đây, bật cái công tắc lên thì nó sẽ tự động nó tăng tốc, nó kết hợp hai cái mạng Wi-Fi cùng một cục modem này với nhau. Thì cái băng thông 2.4G nó sẽ tăng tốc thêm cho cái băng thông 5G chính của mình. Thì lúc này trên cái biểu tượng trên cái điện thoại nó sẽ xuất hiện hai cái cục biểu tượng của Wi-Fi. Thì một cái là cục biểu tượng Wi-Fi 5G và một cái là cục biểu tượng Wi-Fi 2.4G. Thì ở trong cái phần cài đặt nó cũng đang kết nối với hai cái Wi-Fi luôn. Thì cái tính năng này nó có thể giúp cho cái thiết bị của các bạn nó tăng tốc Wi-Fi băng tần kép, nó giúp cho các bạn thu được cái sóng Wi-Fi mạnh hơn, giúp chúng ta chơi game nó ít có bị tình trạng ping cao. Cái tính năng cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn thì tính năng này nó thiên về cái sự riêng tư. Thì ví dụ như các bạn sử dụng điện thoại thì mình mở một ứng dụng bất kỳ nào đó, ví dụ như là album ảnh hoặc là những cái ứng dụng riêng tư như là Facebook, thì
khi mà các bạn mở lên sử dụng, các bạn thoát ra và bạn vuốt cái thanh đa nhiệm lên thì nó vẫn hiển thị một cái hình ảnh thu nhỏ của cái nơi mà bạn đang lướt xem. Thì các bạn nhìn qua cái phần gallery thì các bạn thấy nó đã bị ẩn đi rồi. Thì tính năng này nó hoạt động như thế này đó các bạn, nghĩa là nó sẽ ẩn đi cái hình ảnh thu nhỏ đang hiển thị trong cái ứng dụng chạy ngầm. Thì chúng ta sẽ vào cài đặt, và trong phần cài đặt chúng ta chọn phần home screen, chọn vào dòng cuối cùng blue up review. Thì ở đây mặc định của hệ thống nó sẽ là mở hai cái ứng dụng camera và gallery. Thì ở dưới này thì là tất cả những cái ứng dụng chúng ta cài đặt ở trên máy. Thì chúng ta muốn cho nó làm mở ứng dụng nào thì ta bật cái ứng dụng đó lên. Bây giờ mình bật cái ứng dụng Facebook lên thì các bạn, như bạn đã thấy thì những cái hình ảnh thu nhỏ đang nó đã hiển thị, nó đã bị che đi rồi. Thì điều này nó sẽ giúp cho các bạn đảm bảo được cái quyền riêng tư hơn, tránh nó bị lộ những cái dữ liệu riêng tư mà không mong muốn trong quá trình sử dụng cho người khác thấy. Bạn muốn sử dụng cái tính năng làm mờ này trên cái ứng dụng nào thì chỉ cần bật công tắc trên ứng dụng đó thôi, rất là đơn giản luôn. Thì cái này thì tùy theo nhu cầu sử dụng của các bạn, thì các bạn sẽ chọn cái ứng dụng nào đó mà các bạn có thể đảm bảo được cái quyền riêng tư của mình.